World Cup nữ 2023 trong ngày 5 tháng 8 đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên ở vòng 1 tháng 8. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã thể hiện phong độ xuất sắc tại vòng bảng giải đấu năm nay. Điều đó tiếp tục được đại diện châu Á thể hiện trong trận đấu hôm qua với đội tuyển nữ Na Uy. Hàng phòng ngự đội tuyển nữ Na Uy đã có một ngày thi đấu đáng quên trước đội tuyển nữ Nhật Bản. Phút 15, cú chạm bóng Ingrid Ingen đã vô tình khiến cô ghi một bàn phản lưới nhà, đưa đội tuyển nữ Nhật Bản vươn lên dẫn trước. Đầu hiệp 2, đến lượt Borisa chuyền bóng sai địa chỉ trong vòng cấm địa giúp đối thủ của mình ghi bàn thắng thứ hai. Ở những phút cuối trận, đội tuyển nữ Na Uy bị dẫn 1-2 và phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, việc hàng thủ dâng cao khiến các cầu thủ áo đỏ nhận thêm một bàn thua nữa ở cuối trận sau một tình huống phản công. Đội tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và qua đó có lần thứ tư vào tứ kết World Cup nữ.